Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều các video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn tương tương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang ở khu vực gần công viên mà các bạn nhìn thấy chiếc cầu xinh xinh đẹp đẹp. Nơi đó là nơi công viên có nhiều đồ chơi của các em nhỏ, kính thưa bạn. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn tương tương của Du Danh. Hôm nay ngày thứ ba, 29 tháng 10 của năm 2024, thì tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ khốc liệt từ Ukraine đã cho biết. Thì đầu tiên Du Danh xin kính chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine đang diễn ra trong 24 giờ mà Nga tấn công quyết tử vào thành trì ở Borodka cũng như tất cả các khu vực thuộc Donetsk. Như vậy là phần đất của Donetsk còn lại là ở quận Borodka mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang gìn giữ hôm nay, và cuộc chiến vẫn còn đang sôi động hàng ngày hàng giờ ở nơi đây. Theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông cho biết, ông nói tình hình trong 24 giờ Nga quyết tấn công quyết tử, Nga dùng bằng lực lượng là biến người của Nga để tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine trong ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay, tức là trong 24 giờ, kính thưa bạn, là Nga tấn công trên dưới 145 đợt tấn công. Chỉ riêng về bộ binh, các cuộc tấn công tràn lên là mỗi ngày từ 30 đến 40 đợt tấn công. Mỗi một đợt tấn công của Nga, Nga thiệt hại nặng nề. Nói mỗi một lần Nga tấn công thì con số quân của Nga đã bỏ mạng ở lại cũng như số chết và bị thương từ 300 tới 400 quân mỗi một đợt tấn công của Nga. Thì bây giờ ở tại Borodka, thuộc phía tây của Borodka và lẫn cả phía nam Borodka, nó trở thành cái cối xay thịt mà lực lượng quân đội Ukraine đã bào mòn quân Nga một cách đáng sợ chưa từng có. Nói đến về chiến sự mà Nga đã tấn công, phía Nga hôm nay đã cho biết là Nga đã giành được thành trì Dubo, kính thưa bạn. Khu vực này bây giờ Nga đã cắm cờ trên đây, nhưng Ukraine chưa có thông báo là lực lượng quân đội Ukraine còn ở đó hay không, hay là đã rút đi. Nhưng Nga đã cho biết là Nga đã kiểm soát ở khu vực này. Đó là phía Nga đã tung tin. Kính thưa bạn, thì nói đến chiến sự mà hiện nay Nga dùng biển người để tấn công vào ở khu vực Đông Bắc sôi động càng lúc càng nhiều ở tại Vuleda trong ngày hôm qua. Rạng sáng hôm nay, lực lượng quân đội Ukraine đã phát hiện một đoàn xe của Nga trên dưới hơn 20 chiếc, từ xe tăng, xe bọc thép và lẫn cả xe chở quân đã bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy trên dưới gần 20 chiếc. Nguyên nhân như sau, theo các báo chí bình luận và luôn cả tham mưu trưởng Ukraine ông Shiki, ông đã báo cáo. Ông nói lực lượng máy bay không người lái của Ukraine đã phát hiện cùng lúc máy bay không người lái dồn dập tấn công và các hỏa tiễn HIMARS phá binh nhấn chìm ở Vuleda, làm cho quân của Nga bị tan rã và bẻ gãy đợt tấn công của Nga. Còn lại, lực lượng quân đội Ukraine cũng phá hủy thêm 2 khẩu pháo tự hành của Nga, kính thưa bạn, với máy bay không người lái trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Còn lại, về khu vực ở miền Bắc là ở Sumy, hai bên cạnh sườn, Nga cũng liên tục tấn công. Nhưng lực lượng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào ở Gian, kính thưa bạn. Nơi đây là một trong khu vực của tỉnh lỵ mới. Lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm lấy được một thị trấn. Thì phía Nga đã cho biết là đẩy lùi các cuộc tấn công đó và làm cho lực lượng quân đội Ukraine không thể tiến bước thêm, phải rút về ở biên giới. Đó là phía Nga đã tuyên bố.
còn lại lực lượng quân đội Ukraine chưa có nêu ra chi tiết là có đóng quân ở đó hay không, hay là sẽ bước tiến thêm sao. Nhưng theo tin tức từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ lẫn cả Anh Quốc đã nhìn qua hình ảnh vệ tinh về tình hình hiện tại từ ở khu vực miền Đông và lẫn cả miền Bắc của Ukraine, thì Nga đang dồn dập tấn công quyết tử, mà lực lượng quân đội Ukraine cũng đã quyết tử đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, làm cho Nga rơi vào tình thế bất ổn hiện nay. Còn lại tình hình ở tỉnh Quốc, thì hầu như tỉnh Quốc ngày hôm nay, hai bên vẫn ở trong cái tư thế, nhưng bình thường của nó không phải là bình thường không tiếng súng, bình thường vẫn là tiếng súng. Tức là hai bên chưa có xoa cửa với nhau những trận chiến lớn, Nga cũng không đẩy lùi được lực lượng quân đội Ukraine, mà Ukraine cũng không đẩy lùi được lực lượng của Nga ở tại tỉnh Quốc trong 24 giờ. Có thể là hiện tại ngay bây giờ là theo tin tức từ tình báo Anh Quốc và lẫn cả Ukraine đã cho biết là lực lượng của Bắc Triều Tiên hiện đang có mặt ở tỉnh Quốc. Con số quân là tượng trưng có thể từ 5-7 ngàn quân. Tức là nó khoảng một trung đoàn, kính thưa bạn. Vì vậy, hiện tại thì lực lượng quân đội Ukraine đang chuẩn bị một cuộc đối đầu với quân mới, đó là quân đội của Bắc Triều Tiên ở tại tỉnh Quốc. Chiến sự ở tỉnh Quốc trong tuần tới này là có thể là chiến sự khốc liệt, vì Nga đang mở các cuộc tấn công và muốn đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Quốc. Nhưng có đạt thành công hay không, vấn đề này chúng ta chưa xác định. Nhưng hãy nói là ở tỉnh Quốc trong thời gian tới là thời gian sôi động chưa từng có. Đó là tin tức ở tại tỉnh Quốc. Cũng một trong tin tức đang sôi động hôm nay mà lực lượng quân đội Ukraine thuộc ở miền Nam cho biết, nó là trong ngày hôm qua, một chiếc trực thăng Mi-28 của Nga đã rơi ở eo biển ở Kết, kính thưa bạn. Cái cầu này chiếc trực thăng làm nhiệm vụ đi tuần tra, nhưng không biết là phi công đã say rượu hay là hết nhiên liệu để rồi chiếc trực thăng rơi xuống, làm cho hai phi công đã tử vong. Và Nga tiếp tục cho trực thăng K-52 để đi săn lùng, đi tìm cứu hộ, kính thưa bạn. Mà chết rồi cứu gì nữa, coi như là xong phim rồi. Với hai phi công trực thăng K-28 của Nga, là mỗi một chiếc này trị giá 27-28 triệu đô la. Nói đến về trực thăng của Nga thời gian gần đây là rơi rất nhiều, nguyên nhân như sau. Theo các báo chí bình luận về trực thăng của Nga rơi như chuồn chuồn, là Nga có thể đang rơi vào tình thế là thiếu phương tiện. Thứ nhất về phụ tùng cũng như những thiết bị về hệ thống radar hay những thiết bị khác, làm cho trực thăng của Nga liên tục bị rơi về tai nạn. Tính ra tai nạn của Nga về trực thăng rơi thì ngay bây giờ con số ước tính là hơn 20 chiếc thời gian vừa qua cho đến nay. Đó là nói về tai nạn của Nga, trực thăng đã bị rơi, kính thưa bạn. Thì theo lời của Tổng thống Zelensky, hôm nay ông đã cho biết, ông nói tình hình hiện tại mà ông đang làm việc với đối tác, với châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ cũng như bốn quốc gia Bắc Âu hôm nay như sau. Nó đến Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan. Thì Tổng thống Zelensky, ông đang làm việc đối tác một gói hỗ trợ lớn cho Ukraine. Đây là kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà các quốc gia này đang ủng hộ Ukraine hôm nay. Ông nói, tôi rất biết ơn đến bốn quốc gia ở vùng Bắc Âu và kể cả Việt Lăng đã ra sức hỗ trợ cho Ukraine về gói hỗ trợ vũ khí lớn mà đối tác chiến lược kế hoạch của Ukraine giành chiến thắng trong năm 2025. Mà những gì Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra, cũng như ông luôn cả nêu ra luôn cả kế hoạch hòa bình vào tháng 11 tới đây. Nhưng bây giờ nói đến kế hoạch hòa bình này thì chưa có biết cụ thể là ở nơi đâu. Nhưng Tổng thống Zelensky ông vẫn mong đợi từ ở các quốc gia khác. Tổng thống Zelensky ông cho biết, ông nói chúng tôi đang lắng nghe thế giới và các quốc gia để tìm một phương hướng giải pháp hòa bình cho Ukraine. Đây là cái giải pháp rất là quan trọng, vì cuộc chiến nào cũng vậy, dẫn đi đến là một cuộc chiến ở nhà ngồi lại đàm phán để chấm dứt chiến tranh.
Nhưng kế hoạch hòa bình chiến thắng của chúng tôi đó là bắt buộc Putin phải trao trả lãnh thổ đất nước Ukraine và trao trả những gì của Ukraine từ trước tới nay, đó là để đi đến một kết thúc hòa bình giữa Ukraine và Nga, cuộc chiến tranh kéo dài gần 3 năm nay. Thì hiện nay nói đến kế hoạch này, kính thưa bạn, thì Nga đang bác bỏ nhiều chi tiết mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Nhưng kế hoạch sắp tới là kế hoạch rất là quan trọng cho Hiệp hội châu Âu lẫn cả NATO và Hoa Kỳ. Vì vậy là việc đàm phán sắp tới đây sẽ có những biến động mới, sẽ có những điều mà chúng ta không thể biết trước được như thế nào về kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky ông đã đề ra. Đó là chi tiết về là kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Zelensky ông đã nêu ra dưới sự ủng hộ của nhiều quốc gia ở châu Âu. Bây giờ thì phải nói là theo lời thư ký văn phòng Tổng thống Zelensky, ông cho biết, ông nói nếu như chúng tôi đã có kế hoạch hòa bình và ký hiệp ước hòa bình với Nga thì tức tốc mở cuộc bầu cử ở Ukraine. Vì hiện nay Tổng thống Zelensky ông đã mãn nhiệm kỳ từ tháng 5, nhưng ông vẫn ngồi nơi đây là vì quyết định của chính phủ và người dân Ukraine cho phép ông là tiếp tục là làm tổng thống không thay đổi vì chiến sự đang nghĩa là diễn ra khốc liệt. Vì vậy cái giải pháp này là Tổng thống Zelensky ông tiếp tục ngồi vào nghĩa là cái chức tổng thống, nhưng ông không có quyền hành giống như trước kia, tất cả những gì đều phải thông qua quốc hội và quốc hội quyết định, không phải là Tổng thống Zelensky. Theo lời thư ký của Tổng thống Zelensky ông đã thông báo, đó là chi tiết về tin tức đặc biệt ở Ukraine trong 24 giờ. Còn lại về Nga, kính thưa bạn, nói đến Putin hôm nay đang hốt hoảng và bắt đầu đưa ra một kế hoạch mới để ngăn chặn Ukraine kể từ khi mà Ukraine đã sản xuất được hỏa tiễn tầm xa, cũng như Hoa Kỳ và châu Âu có thể bật đèn xanh cho Ukraine tập kích sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Vì vậy Putin hốt hoảng và Putin đã lên tiếng hôm nay. Mà Putin lên tiếng thì ở trên đài truyền hình qua trực tuyến, chứ không phải là Putin dám giác cái mặt, cái là mặt móc của Putin lên ở trên đài truyền hình để trả lời qua cuộc phỏng vấn, mà chỉ một mình Putin phát biểu qua trực tuyến dần dần. Đó là chi tiết nói về Putin. Thì Putin ông nói những gì về tình hình hôm nay ở đất nước Nga? Ông nói kế hoạch của chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến cho Hoa Kỳ và lẫn cả NATO là hãy cẩn thận, đừng bao giờ cho phép Ukraine tập kích sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, mà chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách khốc liệt chưa từng có cho Ukraine và lẫn cả NATO. Ây cha, bắt đầu hù dọa, kính thưa, hù dọa với hỏa tiễn của Ukraine ở tầm bắn như vậy là 750 cây số, với đầu đạn là 750 kg, là một trong đầu đạn khổng lồ có thể phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Vì vậy Putin đang hốt hoảng và Putin đưa ra một kế hoạch mới này, một kế hoạch mà để ngăn chặn những gì mà Ukraine muốn tấn công sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Putin không cho phép cái điều kiện đó. Đó là lời của Putin đã đe dọa. Còn lại Jimmy Medvedev, thì Jimmy Medvedev hôm nay cũng đến gửi một thông điệp đến Thủ tướng Đức và quốc gia Đức. Tại sao Jimmy Medvedev gửi thông điệp đến cho Thủ tướng Đức? Như sao? Vì việc mà Đức hôm nay đặt cơ xưởng công ty sản xuất vũ khí cho Ukraine ở tại lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy là Nga đang hốt hoảng. Theo lời của Jimmy Medvedev đã tuyên bố rằng là Nga không cho phép Ukraine được quyền sản xuất vũ khí ở đạn pháo hay là tên lửa, hỏa tiễn, bất cứ những gì mà Ukraine đã có. Mục tiêu của Nga sẽ là nhấn chìm những công ty hãng xưởng của Đức ở tại Ukraine. Nhưng mà công ty hãng xưởng người ta đâu có đặt ở trên nữa, thời buổi bây giờ người ta phải đặt ở dưới lòng đất, kính thưa các bạn. Mục tiêu của Nga là tìm mọi cách
để tấn công bằng tên lửa vào các công ty hạng sượng chế biến vũ khí, đặc biệt nhất là giới hòa tiện ngày hôm nay, thì Jimmy Medvedev và lẫn cả Putin đang tố cáo phương Tây và cả Hoa Kỳ là họ đang đứng phía sau để tấn công vào đất nước của Nga, lãnh thổ của Nga, mà với vũ khí của phương Tây thì Nga sẽ đáp trả tức tấp. Nói về Jimmy Medvedev và Putin là Hoa Kỳ và NATO đang đứng phía sau chủ mưu để dàn dựng và xây dựng cơ sở công ty sản xuất vũ khí hoa tiễn tầm xa hỗ trợ cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ đất nước của Nga. Vì vậy chúng tôi không để cho nghĩ rằng là NATO và Hoa Kỳ lẫn cả Ukraine đạt được thành công. Kính thưa bạn, đó là lời đe dọa giữa hai bên. Thì tình hình hiện tại là theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ nhận định về đất nước Nga hôm nay như sau, và tại sao Putin phải lên tiếng điều này. Nói về quân sự của Nga, hiện tại là đất nước của Nga đang rơi vào cái tình thế là hỗn loạn về kinh tế, chính trị và lẫn cả quân sự ở đất nước Nga. Nói về lực lượng của Nga đang tiêu hao. Như vậy, hàng tháng là từ con số bị thương và con số tử vong, tức là mất đi chiến đấu là 20.000 quân, là một trong con số khổng lồ. Điển hình nhất hiện tại ngay bây giờ ở tại Siberia, không có tài xế lái xe buýt mà người dân bắt buộc phải xuống đường. Bây giờ thì Siberia, thị trưởng nơi đây ở bang Siberia này và nhiều bang khác bắt đầu phải vận hành là thu nhận đội tài xế nữ lái xe buýt, lái xe vận tải dân dân vì trầm trọng. Quân đội của Nga đã tử vong lớp đi lính và lớp đã trốn đi nước ngoài. Bây giờ thì đất nước Nga đang rơi vào tình thế khủng hoảng nhân sự, khủng hoảng kinh tế, và hàng tháng Nga mất đi 20.000 binh sĩ, mất số lao động. Vì vậy Putin hốt hoảng mới nhờ vào Bắc Triều Tiên. Và theo tin tức hiện tại mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ và từ tình báo Hàn Quốc đã cho biết, nói trong những ngày sắp tới, nếu như lực lượng Bắc Triều Tiên ở tại tỉnh Quốc hay là ở khu vực Đông Nét có mặt nơi đây mà con số cạn kiệt tiêu hao, thì Kim Jong-un có thể đưa đến hàng trăm ngàn binh sĩ đến đất nước Nga vì hai thằng ăn cướp với nhau. Thế giới ngày hôm nay không có công bằng, không có những gì mà chúng ta đã nhìn thấy từ Liên Hiệp Quốc và cho đến là cường quốc của Hoa Kỳ cũng như cả châu Âu là để yên cho Nga ăn cướp, mà ăn cướp có hợp lệ vào xâm chiếm 4 tỉnh lỵ đất nước Ukraine, kể cả đảo Crimea, mà Putin đã dàn dựng lên cho rằng đây là chuyện hợp pháp, hợp lý mà người dân ở 4 tỉnh lỵ này muốn sáp nhập vào Nga, muốn ở trong lãnh thổ đất nước của Nga. Vì vậy 4 tỉnh lỵ này là thuộc của Nga, quốc tế Liên Hiệp Quốc không giải quyết được vấn đề này. Kính thưa bạn, theo các báo chí bình luận về vấn đề điều đó, cũng như vừa qua mà phó tướng của cựu tổng thống Donald Trump, tức là ứng viên phó tổng thống, đã lên tiếng cho rằng nếu như cựu tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử trong vài ngày tới, kính thưa bạn, vài ngày tới bắt buộc phải ký kết hòa bình và Ukraine phải nhường lãnh thổ cho Nga. Các bạn thấy có công bằng không? Nga ăn cướp thì được, ăn cướp xong xuôi rồi quấn không lợi Ukraine, hãy nhờ đến Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên cũng là để tiếp tay cho kẻ cướp để chiếm lấy lãnh thổ đất nước Ukraine. Như vậy là tình hình chiến sự ở Ukraine đang ở trong cái bờ vực mà phải nói là khó có thể diễn tả được những gì mà người ta đã nêu ra, càng lúc càng đang phức tạp. Nếu như lực lượng của Bắc Triều Tiên bây giờ đã có mặt thì NATO sẽ làm gì? Hoa Kỳ bỏ một bên đi, bây giờ vấn đề ở tại Hoa Kỳ, tức là cuộc bầu cử đang tiến hành. Vì vậy là chúng ta không xác định được nó như thế nào, nhưng tình hình ở Ukraine tức là đang ở trong cái tình trạng khó khăn, và cũng như lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và
phương Tây hầu như không đạt được hiệu quả, mà Putin đang cố gắng dùng dãy là một cá cược tài chính để dồn nỗ lực về tài chính để cung cấp cho quân đội của Nga. Mà quân đội của Nga bây giờ thì phải nói đang ở trong cái tình thế là giải chết, đang khó khăn trùng trùng từ trong đất nước Nga. Và đất nước Nga có nổi loạn hay không? Theo những gì Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ nhận định cho rằng, nếu như Putin không ngồi vào cuộc đàm phán và dẫn đến một cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm nữa, cũng như năm 2025 tới đây và năm 2026, thì người ta cho rằng đất nước Nga sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Điều đó là chắc chắn, và đất nước Nga cũng có thể chia năm xẻ bảy. Đó là những gì theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã nhận định về tình hình chiến sự trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở châu Âu. Hôm nay thì theo lời của Tổng thư ký NATO, ông Mark, ông cho biết là kế hoạch của chúng tôi trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có báo cáo về tình hình là lực lượng của Bắc Triều Tiên hiện đang có mặt ở đất nước Nga. Thì chuyện gì sắp đến thì ông chưa có phát biểu, ông chưa có công bố như thế nào, và du dân cũng đang chờ đợi lời của Tổng thư ký NATO, ông lên tiếng như thế nào, và NATO sẽ đối phó lời với Nga ra sao. Nói về các lệnh trừng phạt thì bây giờ từ Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu cũng chưa có tuyên bố gói trừng phạt lớn nhất, gói trừng phạt mà làm cho Nga sẽ kiệt quệ về dầu hỏa hôm nay. Bây giờ thì nói đến dầu hỏa hiện tại đang xuống giá, kính thưa bạn. Hầu như cuộc chiến giữa Do Thái và Iran đã hạ nhiệt, vì vậy dầu hỏa xuống giá ở cách trầm trọng. Như vậy trong những ngày trước, kính thưa bạn, là 70 mấy gần 80 đô la một thùng, nhưng bây giờ trở lại còn 60, tức là đang giảm dần. Như vậy là theo tin tức từ châu Âu cũng như qua lời của Tổng thống Zelensky, ông hiện đang làm việc với đối tác gói hỗ trợ lớn mới nhất trong tuần lễ này từ Ireland và Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch hỗ trợ cho Ukraine gói hỗ trợ vũ khí nói đến là hàng tỷ đô la, nhưng chưa có tin tức chi tiết về gói vũ khí này là những gì kế hoạch để Ukraine phản công vào mùa thu năm nay. Thì mùa thu năm nay là bây giờ đã bắt đầu để bước vào mùa thu, kính thưa bạn, và sẽ chuyển sang mùa đông. Thì theo các báo cáo về Liên minh NATO nhận định cho rằng là Ukraine sẽ đạt được thành công nhiều nguyên nhân, đó là mùa thu năm nay khi Ukraine có được F-16 và tất cả các vũ khí dồn dập hỗ trợ cho Ukraine ở trong tuần lễ tới này. Đó là chi tiết về tình hình ở châu Âu. Hiện nay một trong tin tức đang sôi động nói về Anh Quốc. Một tuần báo Anh Quốc nhận định về tình hình cục diện thế giới hôm nay như sau. Giữa Hoa Kỳ và châu Âu đang lọt vào cái dòng xoáy nghĩa là chiến tranh từ châu Âu và lẫn cả Trung Đông. Và lọt vào dòng xoáy này là một địa cực chính trị châu Âu và Hoa Kỳ đang rơi vào dòng xoáy lẫn quẩn này. Và Hoa Kỳ phải làm gì trước tình cảnh này? Đây là cái quan trọng nhất giữa Hoa Kỳ. Với lời phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump, ông đã từng tuyên bố là ông tái đắc cử, ông sẽ giải quyết về tình hình chiến sự ở Ukraine và lẫn cả Trung Đông mục tiêu chính. Nhưng ông giải quyết bằng cách nào? Giải quyết là nếu như Ukraine nhượng đất để đổi lấy hòa bình cho Ukraine, Ukraine có đồng ý hay không? Cũng như từ lời của Phó tướng cựu Tổng thống Donald Trump, ông đã tuyên bố điều đó. Và các nước nguồn viện trợ thì hiện nay nói đến là Liên minh châu Âu, đặc biệt nhất là bốn cường quốc Đức, Pháp, Anh Quốc và Ý đã bắt tay, có thể nói là dội một gáo nước lạnh vào Hoa Kỳ nếu như không đạt được thành công.
thì cựu Tổng thống Donald Trump, ông cũng có thể rời Liên minh NATO, mà là Liên minh NATO trở thành một sức mạnh từ quỹ 2% và tăng lên ở cái mức tình trạng ngày hôm nay. Vì vậy là đang rơi vào vòng xoáy chính trị và lẫn cả quân sự kể từ khi đệ nhị thế chiến tới nay. Tức là cục diện của nó có thể đang ở trong cái sự phức tạp hiện tại này mà cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ chưa ngã ngũ, chưa có kết thúc. Kính thưa bạn, ai sẽ là người ở nhà là tổng thống ở tại đất nước Hoa Kỳ? Đó là theo báo chí Anh Quốc đã bình luận về nhà là dòng xoáy chính trị đi cực giữa châu Âu và Hoa Kỳ. Thì bài báo rất dài, Du Danh chỉ tóm tắt một sơ lược quan trọng chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở Trung Đông. Ấy gì cha, cục diện Trung Đông bây giờ hai bên đang bữa với nhau, kình với nhau quyết tử. Sau khi lực lượng Do Thái đã quân kích ở trong lãnh thổ đất nước Iran và sự thiệt hại của Iran rất nặng nề. Nói về ý rằng là vũ khí và căn cứ quân sự, công ty hàng xưởng về chế biến vũ khí của Iran hầu như Do Thái đã phá hủy hoàn toàn dưới hai công ty lớn. Một là công ty để rằng là sản xuất tên lửa, hai là công ty là trộn hóa chất với chất nổ TNT và cũng như luôn cả những hệ thống khác để sản xuất tên lửa ở Iran. Hệ thống S-300 đã bị phá hủy hoàn toàn, mà hệ thống radar của Iran không thể làm bất cứ điều gì được, không đáp trả được. Theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã công bố. Thì ông cho rằng là cuộc quân kích này của chúng tôi đến đây là chấm dứt và Do Thái không tiếp tục tấn công. Nhưng Iran thì khác. Tổng thống Iran hôm nay ông đã tuyên bố, ông nói là hiện tại Do Thái đã tấn công vào đất nước của Iran thì chúng tôi sẽ đáp trả. Và chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh leo thang, một sự căng thẳng của nó. Nhưng Do Thái ngang nhiên tấn công vào lãnh thổ đất nước của chúng tôi lên tới hàng trăm lượt máy bay và 3 lần cùng lúc. Như vậy là việc chúng tôi đáp trả là hợp pháp, hợp lý, hợp pháp với Liên Hiệp Quốc. Vì Do Thái muốn chiến tranh với chúng tôi bắt buộc phải có sự đáp trả. Theo lời của Tổng thống Iran, ông đã tuyên bố, tức là Iran hiện nay là đang chuẩn bị một cuộc đáp trả mới vào lực lượng của Do Thái, vào lãnh thổ của đất nước Do Thái bằng tên lửa hay vấn đề gì. Kính thưa bạn, thì chưa có bao giờ những nhà là lên tiếng là sẽ đáp trả như sau. Nhưng còn lại giáo chủ của Iran đột nhiên ông bò lên. Kính thưa bạn, mấy ngày trước bị quýnh quá trời quá đất, xong rồi bị tập kích quá, ông chui dưới, ở dưới hầm. Bây giờ ông bò lên, ông tuyên bố là phải trả thù Do Thái vì đứng phía sau là Hoa Kỳ và phương Tây lúc nào cũng kêu gọi là ngừng chiến tranh và hòa bình. Nhưng họ đã thúc giục cho Do Thái để tấn công vào lãnh thổ đất nước của Iran. Tức là họ muốn khiêu chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng chiến tranh. Và cuộc đáp trả này sẽ là hàng ngàn trái tên lửa bay thẳng vào lãnh thổ đất nước của Do Thái. Đó là theo lời của giáo chủ Iran đã tuyên bố. Kính thưa bạn, thì các bạn thấy đó là ngày hôm nay là một cuộc đáp trả của Do Thái, Iran không thể đỡ được. Mà điều đặc biệt nhất là Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông nhấn mạnh, ông gửi một thông điệp cho Tổng thống Iran và cả giáo chủ Iran sau khi lời phát biểu của hai ông này đe dọa để tiếp tục tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái. Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông nói chúng tôi chỉ sử dụng một phần năng lực thôi, chứ chúng tôi chưa có phải là sử dụng tất cả. Những cái gì tất cả của chúng tôi
sẽ còn tàn khốc cho Iran nhiều hơn nữa. Chúng tôi chỉ sử dụng một phần năng lực. Đây là một thông điệp cảnh báo đến cho Iran. Đừng bao giờ đùa với chúng tôi, để rồi thảm bại một cách thê thảm nhất chưa từng có. Đó là theo lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông mới vừa công bố mới nhất. Ông phát biểu ở trên đài truyền hình Do Thái. Kính thưa bạn, nói sơ sơ chút, ở bữa hai bên với nhau, kình với nhau và quyết tử. Và những lời lẽ đanh thép hai bên đã đụng với nhau, tương tự giống như là Putin hôm nay, với những lời lẽ của Iran, dần dần. Vì vậy là bao giờ Do Thái đáp trả lại nếu như Iran tấn công? Ây cha, chuyện càng lúc càng lớn, không giống như trước kia. Nếu như trước kia thì có thể cũng rằng xính xóa, có thể cũng bỏ qua được. Nhưng lần này lại khác. Lần này là nếu như Iran tấn công vào Do Thái là còn khốc liệt hơn nữa. Trong ngày hôm qua thì lực lượng của Do Thái tiếp tục quân kích ở dải Gaza. Ây cha, cảnh quân kích phải nói khốc liệt chưa từng có. Thì sự thiệt hại của người dân Palestine vừa chết vừa bị thương hầu như ngày nào cũng có ở cuộc chiến mà do Hamas đã tạo ra hôm nay. Còn lại về tình hình chiến trường giữa lực lượng Do Thái và lực lượng của Hezbollah ở trong lãnh thổ đất nước Liban, cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, đang giằng co và chiến đấu với nhau. Hầu như lực lượng của Hezbollah đang rơi vào tình thế là tuyệt chủng. Kính thưa bạn, vì lực lượng Do Thái đang tiến sâu vào ở bên trong, nhưng không có một sự đụng độ kháng cự nào đặc biệt, mà là một sự im ả. Nhưng theo tin tức từ bộ phòng Do Thái, nếu chúng tôi tiến sâu vào ở Liban thì chúng tôi chỉ có chừng mực, tức là không tấn công tròn vẹn vào Liban. Nếu như Liban không hồn cũng như kêu gọi đến vấn đề lực lượng của Hezbollah hãy buông súng đầu hàng, đừng bao giờ chống đối Do Thái, thì cuộc hòa bình sẽ có. Thì bây giờ nói đến việc hòa bình hiện tại mà từ Ai Cập và Qatar cũng như các quốc gia ở khối Á Gập, Suez và lẫn cả Hoa Kỳ đang tìm một giải pháp để tháo ngồi nổ ở tại Trung Đông. Và ngồi nổ này có tháo được hay không? Theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là Ai Cập và lẫn cả Qatar cho biết, nói chúng tôi cố gắng. Chúng tôi cố gắng tìm bằng mọi cách để tạo ra một cuộc ngừng bắn. Đầu tiên đó là giữa lực lượng Hamas và Palestine. Hãy đi vào các cuộc hòa bình. Và kế tiếp theo chúng tôi sẽ làm thêm, đó là giữa Liban và Do Thái. Nhưng chiến sự theo dù thấy cũng như các báo chí bình luận là ở Trung Đông không im ả, đặc biệt nhất là với lời lẽ của Iran đã tuyên bố là họ sẽ tiếp tục trả đũa vào Do Thái thời gian sắp tới. Đây là những tin tức đang sôi động về tình hình ở Trung Đông hiện đang diễn ra trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chứng trong những ngày qua thì các bạn đã thấy là lực lượng của Houthi vẫn tiếp tục tấn công vào hạm đội của Hoa Kỳ và lẫn cả tàu hàng hải. Tức là một cuộc chiến không muốn dập tắt, không muốn chấm dứt chiến tranh, mà là muốn đi đến một việc kết thúc bằng một cuộc chiến tranh rộng lớn ở Trung Đông. Đang thấy rõ, đứng phía sau việc dây vẫn là Trung Quốc và Nga lẫn cả Iran. Họ thì lúc nào cũng lên tiếng là họ muốn trong hòa bình, họ sống trong hòa bình. Nhưng ngược lại là họ giật chi cho Hamas và lẫn cả Hezbollah, Houthi để tấn công vào Do Thái. Nếu như vào ngày 7 tháng 10 của năm 2023 mà không có chuyện đó xảy ra, không có chuyện lực lượng của Hamas tấn công vào Do Thái, thì không có chiến tranh. Điều này chắc chắn. Bây giờ thì đánh cho đã để tìm cách để ngồi lại đàm phán, chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà làm sao đàm phán, làm sao chấm dứt trước tình cảnh này, theo những gì người ta bình luận về tình hình ở tại Trung Đông 24 giờ. Kính thưa bạn, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới như vậy, giữa Iran, Do Thái, lực lượng của Hezbollah, Hamas, và có chấm dứt cuộc chiến tranh ở Trung Đông hay không, hay là
một cuộc chiến tranh lan rộng sắp tới. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở Trung Đông. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại khu vực châu Á của chúng ta. Nói đến khu vực châu Á của chúng ta thì càng lúc càng đang sôi động hơn, đặc biệt nhất là giữa Nam Bắc Triều Tiên và cuộc tập trận của Hoa Kỳ, Úc và Hàn Quốc đang diễn ra hôm nay. Thì Bắc Triều Tiên đang đe dọa đến Nam Hàn từ máy bay không người lái và thả bong bóng. Hôm nay thì Bắc Triều Tiên trưng bày hình ảnh với những chiếc máy bay không người lái của Nam Hàn mà Bắc Triều Tiên đã nhặt được rớt ở trong phạm vi đất nước của Bắc Triều Tiên. Thì vấn đề này có hay không, không ai xác định được, vì hiện tại Nam Hàn chưa có lên tiếng, chưa có xác nhận đó là máy bay không người lái của Nam Hàn. Nhưng Bắc Triều Tiên đã trưng bày là tội phạm, tội ác của Nam Hàn đang bay vào ở lãnh thổ đất nước Bắc Triều Tiên, đang do thám để chuẩn bị một cuộc tấn công. Kính thưa bạn, vì vậy đang sôi động và đang căng thẳng. Thì phía Hàn Quốc không lên tiếng, và hiện nay nói về các cuộc tập trận của Nam Hàn từ Hoa Kỳ và lẫn cả Nam Hàn cũng như Úc, ba quốc gia đã hợp tác một cuộc không chiến, và lẫn cả một cuộc tấn công phủ đầu để bảo vệ nền tảng tự do với chiến dịch cuộc tập trận này. Thì bây giờ Bắc Triều Tiên đang lên dây cốt đe dọa, và lực lượng của Bắc Triều Tiên hình như ở tại vị trí 38 càng lúc càng đông, với kéo tất cả các vũ khí hạng nặng từ rocket, tên lửa và lẫn cả pháo binh, vân vân. Nhiều tình tiết giữa Nam Bắc Triều Tiên đang dậy sóng ngày hôm nay. Điều đặc biệt hơn là Tổng thống Nam Hàn, ông cho biết ông đã bất cứ mọi hành động, mọi khiêu khích của Kim Jong Un, chỉ cần một trái tên lửa lọt vào lãnh thổ của đất nước Nam Hàn thì Nam Hàn sẽ đáp trả đích đáng. Hai bên bữa với nhau dao và búa, hãy nói là kinh với nhau khốc liệt giữa vị tuyến 38 mà chúng ta đang thấy trước mắt tình cảnh ngày hôm nay. Đó là tin tức đặc biệt về Nam Bắc Triều Tiên. Còn lại về Đài Loan, sau khi mà Hoa Kỳ đã bật đèn xanh gói hỗ trợ vũ khí 2 tỷ đô la cho Đài Loan, thì bây giờ vấn đề gì với Trung Quốc đe dọa Đài Loan? Sự đe dọa của Trung Quốc là có thể nói ngày nào cũng giống như ngày nãy, đe dọa càng lúc càng nhiều từ quân sự và lẫn cả kinh tế chính trị. Trung Quốc thì đi chiêu dụ với các quốc gia ở các vùng đảo từ Nam Mỹ và luôn cả châu Phi, những nơi mà Đài Loan có quan hệ làm kinh tế. Bây giờ họ tung tiền, họ bỏ ra và nghỉ chơi là giới Đài Loan. Họ không còn quan hệ nữa, cũng như không cho phép đặt văn phòng chính phủ của Đài Loan ở các quốc gia này. Tức là Trung Quốc muốn tẩy Đài Loan, tẩy chay Đài Loan ra khỏi phạm vi mà Trung Quốc đang kiểm soát, với những quốc gia nhỏ bé ở những đảo quốc Nam Mỹ, vân vân. Nhiều tin tức về Trung Quốc đang ép Đài Loan đi đến mức tột đỉnh chưa từng có. Nhưng Đài Loan thì lại khác. Cái vấn đề hiện nay là mặt ngoại giao về đối ngoại, Đài Loan vẫn tiếp tục đi vận động, vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ nhiều quốc gia, đặc biệt nhất là châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ, cũng như Úc Châu và nhiều quốc gia khác muốn làm ăn thương mại lợi giới Đài Loan. Thì Trung Quốc không đạt được thành công vấn đề này, vì vậy Trung Quốc đang tức tối. Và thương mại của Trung Quốc như sao, cũng như hiện nay các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là chuyến đi của Tập Cận Bình đến ở đất nước Nga qua diễn đàn kinh tế BRICS, mà Trung Quốc hiện đang rơi vào tình trạng khó khăn ngày hôm nay. Nói đến vấn đề này thì các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là những người Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ, cũng như Tư pháp Lương công và cho đến các tổ chức khác ở Trung Quốc, nói đất nước Trung Quốc về kinh tế bây giờ là đang giải chết. Điều đó là thật sự. Và nếu như Tập Cận Bình bắt tay cùng với Nga trở thành một trục ma quỷ để dẫn đến cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lăng vào Đại quốc Đài Loan, thì điều chắc chắn là đất nước Trung Quốc sẽ nổi loạn.
vì hiện nay họ không còn tin tưởng vào Trung Quốc và nhiều chi tiết khác về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy là cái kết của Trung Quốc sẽ là chia năm xẻ bảy, dấu hiệu từ nội bộ của Trung Nam Hải là ý định lật đổ Tập Cận Bình, chẳng hạn cũng như chuyến đi của Phó Chủ tịch Quân ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Việt Nam và nhiều chi tiết khác. Tức là khi người ta bình luận và người ta kết thúc rằng là Tập Cận Bình đang thoi thóp vì Tập Cận Bình đang mất quyền lực. Mà nếu như Tập Cận Bình muốn giữ quyền lực của mình, bắt buộc phải một cuộc phản công, một cuộc tấn công vào đảo quốc Đài Loan, chiếm lấy Đài Loan, thì Tập Cận Bình có thể còn giá trị vì Tập Cận Bình đang nối dốc với quân đội Trung Quốc, nhiều lần đi đến các đơn vị từ lục quân, không quân, hải quân và lẫn cả các đơn vị tên lửa, thúc giục kêu gọi lực lượng quân đội của Trung Quốc là phát động một cuộc chiến tranh chiếm lấy Đài Loan. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì Tập Cận Bình chưa có hó hé, chưa dám lên tiếng bất cứ lời nào. Vì vậy, vì từ quân ủy đang thúc đẩy và luôn cả Trung Nam Hải là Bộ Chính trị Trung Quốc thúc đẩy Tập Cận Bình hãy bắt tay vào việc là đánh áp Đài Loan. Nhưng Tập Cận Bình cũng không dám. Vì vậy là người ta cho rằng là Tập Cận Bình đang yếu và mất đi cái quyền lực của Tập Cận Bình. Bây giờ dây cánh của Tập Cận Bình đang bị triệt hạ hàng loạt, mà Tập Cận Bình cũng triệt hạ đối phương hàng loạt. Vì vậy nó quan chức ở Trung Quốc là thấy đó mất đó, chứ là không biết được những chuyện gì xảy ra ở trong đất nước Trung Quốc. Đó là những gì các báo chí bình luận qua những người từ Pháp Lương Công và những nhà đối lập ở đất nước Trung Quốc. Kính thưa bạn, thì chúng ta nhìn thấy vấn đề này rất là rõ về Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc là bắt đầu bắt tay để ký một cái ước hòa bình biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tức là Trung Quốc không muốn một cuộc leo thang mới, vì nếu leo thang thì có thể là xảy ra cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Điều này có thể Thủ tướng Modi đã ký kết với Tập Cận Bình ở diễn đàn kinh tế RICS, xem như một phần của Trung Quốc ổn định. Và ở Hắc Long Giang trong những ngày qua đang một cuộc nổi loạn mà do cầm quyền của Trung Quốc, đặc biệt nhất là với chủ tịch khu vực của Cáp Nhĩ Tân. Kính thưa bạn, thì giám đốc công ty lại đứng phía sau là xã hội đen, là đàn anh của xã hội đen để buôn bán ma túy. Một cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Trung Quốc lời giới ở công ty này đấu với nhau quyết tử, cuối cùng thì kẻ chết người bị bắt, dân dân ở Hắc Long Giang, thì cho thấy nói đến lực lượng của Trung Quốc và người Trung Quốc đang cầm quyền hôm nay là họ đang đàn áp, bóc lột người dân và đẩy người dân đi đến đường cùng ở Hắc Long Giang. Vì vậy cuối cùng một cuộc so cửa với nhau giữa chính quyền và công ty đàn anh của mafia bị sụp đổ hoàn toàn. Theo tin tức mà lực lượng an ninh Hắc Long Giang cho biết là bắt trên dưới 60 người và một số người đã chết. Kính thưa bạn, đó là tin tức về đất nước Trung Quốc qua tình hình xã hội ở nhiều chi tiết khác. Còn lại về nói dịch bệnh phổi, dịch bệnh, dịch ngang là chồng dịch, hai ba trôi nhồi vào một chỗ ở đất nước Trung Quốc. Bây giờ người dân Trung Quốc đang hỗn loạn, không dám ra ngoài nhiều khu vực, lẫn cả các em nhỏ không dám cho đến trường, sợ lây bệnh dân dân. Tình hình ở đất nước Trung Quốc là từ đây cho đến cuối năm có nhiều biến đổi, có nhiều chuyện lạ lùng mà người dân Trung Quốc đã lên tiếng là chúng tôi không hiểu được cầm quyền của địa phương mà họ đang đàn áp, họ đẩy chúng tôi đi đến ở cái vực thẳm mà chúng tôi không muốn, vì họ không lo cho chúng tôi mà họ cứ liên tục đến đòi tiền và nhiều chi tiết khác về ở đất nước Trung Quốc. Có phải là đất nước Trung Quốc thời kỳ kinh tế của Trung Quốc, thời kỳ vàng son không còn nữa mà đến lúc thời kỳ chấm hết ra không? Đó là tin tức đặc biệt về Trung Quốc hôm nay. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại
tình hình ở Biển Đông. Hiện tại nói về tình hình Biển Đông hôm nay và diễn cảnh của nó như thế nào? Nói đến Trung Quốc đang đặt hệ thống radar ở đảo Triton, khu vực Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta, thì hệ thống radar tối tân này, Trung Quốc có thể giám sát hoàn toàn khu vực miền Trung Việt Nam của chúng ta với 6 tỉnh miền Tây ở miền Trung từ Huế về cho đến ở Vũng Tàu, Đà Nẵng, vân vân. Vì vậy là hệ thống radar tối tân của Trung Quốc đang đặt giám sát. Hoa Kỳ tức tốc đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ thiết lập hệ thống radar tối tân. Mà hệ thống radar tối tân của Hoa Kỳ, hãy nói độc nhất vô nhị, duy nhất chỉ có 8 hệ thống radar tối tân mà Hoa Kỳ đang bổ sung cho quân đội của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương với 2 hệ thống radar. Hai hệ thống radar này, một là cho lực lượng không gian của quân đội Hoa Kỳ để điều hành hệ thống radar tối tân đó, còn lại một hệ thống radar Hoa Kỳ có thể thiết lập đặt ở tại Philippines. Bây giờ Philippines thì chưa, chỉ lên kế hoạch, còn lại là đơn vị đặc nhiệm của Hoa Kỳ ở Nhật Bản đã có. Tức là hệ thống radar này kiểm soát hoàn toàn đất nước Trung Quốc, từ hành động của Trung Quốc về lục quân, hải quân và luôn cả Biển Đông. Với kế hoạch này thì Hoa Kỳ đã lên tiếng, làm cho Trung Quốc còn tức giận nhiều hơn nữa khi Trung Quốc đang dày công là muốn nuốt trọn khu vực Thái Bình Dương và sự đe dọa đến các quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam, Philippines, Indo và Mã Lai, lẫn cả Peru, kính thưa bạn. Nói về đội tàu cá của Trung Quốc đang hành hung ở Biển Đông, về đặc biệt nhất đội tàu cá xanh Câu Mực có thể giết cạn nguồn hải sản của Thái Bình Dương trong thời gian tới. Vì hiện nay theo khảo sát ở từ Hoa Kỳ và lẫn cả ở các quốc gia để bảo vệ thủy sản, kính thưa bạn, thì nguồn lực về hải sản càng ngày càng cạn kiệt ở Thái Bình Dương và kể cả luôn Ấn Độ Dương. Vì vậy bây giờ các quốc gia đang ra sức để bảo vệ vùng biển của mình như Indo, Mã Lai, Nhật Bản, Hàn Quốc và kể cả Đài Loan, mà chỉ có Việt Nam của chúng ta thì không bảo vệ ngành hải sản mà để cho Trung Quốc đang lấn áp và chiếm vùng biển Việt Nam của chúng ta, ngư dân của chúng ta thì đang thất nghiệp dài dài. Tức là khi mà đội tàu cá xanh và hàng trăm ngàn tàu cá của Trung Quốc bao vây ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, thì Việt Nam coi như húp cho rùa hết rồi, đâu còn gì nữa đâu mà bắt mà ăn, kính thưa bạn, bị giết sạch hoàn toàn hết. Đó là nói về là đội tàu cá của Trung Quốc đang hoành hành ở Biển Đông Thái Bình Dương hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình Việt Nam của chúng ta. Ở trong cái bối cảnh Việt Nam đang rơi vào cái tình thế là khó khăn về nền kinh tế, kính thưa bạn, và cũng như sự thâm hụt về mậu dịch mà giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bây giờ thì Việt Nam đang rên trời trái đất, nói nhập khẩu sang Trung Quốc thì không có bao nhiêu, nhưng thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc thì con số tính hàng tỷ đô la. Vì Việt Nam phải nhờ vào Trung Quốc là lấy chuỗi cung ứng từ Trung Quốc, nhưng ngược lại Việt Nam không mua ở quốc gia nào hết. Ấn Độ, các quốc gia người ta có chuỗi cung ứng có đầy đủ, che mắt tiền và mua hàng hóa của những quốc gia này lại không có quay hồng khi công ty hãng xưởng làm việc với Trung Quốc. Mua hàng của Trung Quốc thì được ưu đãi, được giảm giá và còn cho thêm với các công ty này một khoản tiền cá nhân, một khoản tiền mà giám đốc công ty bỏ túi hưởng lợi, không phải hối lộ, không phải mối ngoặc, thì cuối cùng bị thâm hụt mậu dịch ở cách đáng sợ chưa từng có. Đó là nói vấn đề là làm ăn kinh tế với Trung Quốc, kính thưa bạn. Thì các bạn thấy nói về kinh tế Việt Nam hiện nay, về công ty hãng xưởng mà của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức làm ra, cái gì cũng lỗ hết. Nhưng họ lỗ, họ lấy tiền của người dân đắp vào đây, nhưng họ không buông bỏ vấn đề đó. Mà cuối cùng hậu quả
người dân của chúng ta lãnh đủ 100% như cơn đảo Trà My đang ập đến ở Thừa Thiên Huế và về cho đến ở Quảng Bình và nhiều tỉnh thành khác ở thuộc miền Trung hôm nay, kính thưa bạn. Thì bây giờ họ tổng số lên tới là 1.600 căn nhà bị hư hại và có 2 người tử vong, vân vân. Nhưng không có chi tiết nào khác ngoài cái việc là cứ lục lọi và bảo thì sự hỗ trợ để cho người dân nghe thì hỗ trợ nhiều lắm. Nhưng hiện nay từ cơn bão vừa qua mà cơn bão khủng khiếp nhất, cơn bão Jerry, kính thưa bạn, cho đến bây giờ người dân cũng chưa có được hưởng đồng bạc nào về tiền hỗ trợ, ngoại trừ những người tử vong thì Đảng Cộng sản Việt Nam cho ít tiền để mai táng, đó là mai phước rồi, chứ không lẽ nói bây giờ tao nhận tiền của nước ngoài nhiều quá. Ở các quốc gia đã hỗ trợ tới mỗi một quốc gia thấp nhất cũng là 100.000 đô la, mà riết 100 mấy chục quốc gia thì bao nhiêu người đã hỗ trợ cho như các bạn thấy Nhật Bản và Hoa Kỳ, Úc và Đài Loan, Hàn Quốc hỗ trợ cho Việt Nam rất là nhiều. Thì bây giờ ta bỏ ra chút xíu để tao cho những người đó, những người xấu số đó, thì bây giờ Tô Lâm phải làm gì? Ở trước tình cảnh này, kính thưa bạn, Tô Lâm bây giờ là êm xuôi rồi, ngon lành cành đào rồi, không cần phải lo lắng nữa. Còn lại là Phạm Minh Chính thì cũng đang đi năn nổ lấy ở Canada. Phạm Minh Chính đến quốc gia Tiểu Á Gặp hiện nay là được chào đón với 21 phát đại bác, trời ơi về năng nổ đã quá trời. Hồi đó thì giờ tao đi chỗ nào chưa ai bắn phát đại bác nào đón tao trên. Lần này tao đến ở Canada, quốc ở Dubai, kính thưa bạn, ở Dubai quốc còn ngàn 21 phút đại bác quá đã luôn. Bây giờ Phạm Chính năng nổ là sẽ ký kết lợi giới quốc gia này và xây dựng là hệ thống tài chánh ngân hàng ở Việt Nam, vân vân. Nói về Phạm Minh Chính mà không biết có hay không, với chuyện ký kết ai cũng ký kết được hết, nhưng sau khi đó là do còn lại là các giám đốc ngân hàng họ có chấp thuận đặt ở Việt Nam hay không, hay là cũng đặt vậy sau khi đó bỏ chạy, vì Việt Nam đã bỏ chạy vấn đề này rất nhiều, nhiều thật nhiều. Vì người ta cho rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam và luôn cả nhân viên không đủ khả năng để làm việc về tài chánh, mà đi chỗ nào cũng nổ hết trơn, nhưng mà không nghe cho người dân như sao, cũng như kế hoạch. Bây giờ thì các bạn đã thấy là đang vào mùa mưa, nhưng sau khi cái Tết dương lịch và bước vào mùa gì, tức là bước vào mùa khô, bước vào mùa hè, sau khi đó bắt đầu nắng hạn rồi nước biển tràn vào, làm cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nông sản bị bế tắc, không thấy kế hoạch nào hết, không thấy đưa ra một ý kiến nào mà từ Tô Lâm, Phạm Minh Chính lẫn cả Lương Cường, chứng tỏ cho thấy là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết dơ dét nhưng không có hậu về sau, không làm cái gì cho người dân Việt Nam của chúng ta được an tâm ở vào mùa hè năm nay. Bây giờ thì người ta, các quốc gia khác, người ta đã chuẩn bị như Thái Lan và cả Campuchia đã chuẩn bị sẵn phương án và đối phó với sự hạn hán của năm 2025 tới đây. Nhưng mà Việt Nam thì ôi kệ nó, nó thuộc của người dân chứ không phải của tao đâu, tự nó lo lấy, nó muốn sống được thì nó biết ăn, nó phải biết lo, chứ tao không cần phải lo chuyện đó. Theo những gì người ta bình luận về đất nước Việt Nam hôm nay, dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ khỏe mạnh, hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.
bạn có nghe tiếng hát từ khắp nơi, bạn có nghe tiếng hát của nhiều người đang hợp lại gọi niềm tin thế giới. Hãy mở lòng làm đau khổ vơi nguôi. Bạn có tin hòa bình cho thế giới, bạn có tin vào lương tâm con người. Không hề gì, bạn chỉ cần cất tiếng nói là bạn đã góp phần làm thế giới xinh tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta biết sẽ làm gì cho thế giới đẹp thêm. Chúng ta quy sự sống và gìn giữ thiên nhiên. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết điên cuồng, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Đã đến lúc chúng ta phải trỗi dậy, đã đến lúc chúng ta phải đứng, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ, đã đến lúc chúng ta phải hát to, hát to. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta biết sẽ làm gì cho thế giới đẹp thêm. Chúng ta quy sự sống và gìn giữ thiên nhiên. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết điên cuồng, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Đã đến lúc chúng ta phải trỗi dậy, đã đến lúc chúng ta phải đứng, đã đến lúc chúng ta phải nói rõ, đã đến lúc chúng ta phải hát to, hát to. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Để chủ thuyết vô thần, để những người không có trái tim không còn chỗ đứng trong thế giới hôm nay. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim tình người để có một thế giới đẹp tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới, hãy nói rằng chúng ta
cùng loài người. Chúng ta không cần thế giới đại đồng đầy máu và nước mắt. Chúng ta chỉ cần trái tim và tình người để có một thế giới đẹp tươi. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới. Hãy nói rằng chúng ta cùng loài người. Hãy hát rằng chúng ta là thế giới.